chịu muôn tiếng ca. Không gian chẳng lắng như âu yếm du ai trong xưa, mái tóc nhẹ rung trăng vờn làng sông. Yêu ai em nắng cũng đang đầy với đôi trước hiên. Mời cô. Bà nói là phải chết rung vô. Thứ này chỉ đáng để cho mọi uống. Cực khổ đến đâu, chị em tôi vẫn hãnh diện là con của bố mẹ. Chị em tôi cố gắng chăm học để khỏi phụ công lao của bố mẹ. Dễ thương hơn gấp 100 lần. Nhưng mà tôi lại yêu Diệp An rồi. Yêu cái móc xì á. Làm gì vậy? Lần đầu của em nên là em muốn có kỷ niệm. Em còn đi học mà. Em chưa 18. Wow. Tao muốn gặp lại nhóm người hoa một lần nữa. Bộ này em đi tắm biển. Mua cho anh liều thuốc an thần. Dạ, để mua cho cả đoàn. Mày làm cái gì đây vậy Tùng? Em thay anh đưa Trúc về quê. Người yêu của tao
mà mày nói là con heo. Tờ Út làm không có nổi. Vậy thì bây giờ ngay lập tức bóc điện thoại lên, nói với người ta là cấm mấy người không được mướn tôi làm nữa. Lương tháng 15 triệu lận á. Ui. Mừng cậu trở về rất đúng lúc. Ông vắng mặt cũng khá lâu nên chắc cũng quên cái gì nó thuộc về ai. Từ khi nào mà con vợ mày nó lại khoái cái loại nhiều bánh thế nhỉ? Bây giờ tao phải làm gì đây? Mày không thể xài chiêu kinh điển mà mình phải triển cái chiêu kinh khủng. Nghiệp thân là không đáng tin. Vụ án này có gian trá. Quỳnh ơi, địa bán có khách rồi. Chưa đến bỏ hỏi quá đi. Bọn chúng như những con bạch tuộc. Chặt đứt vòi này, lại mọc ra vòi khác.